Hello Nhân. Dạ thưa cô. How are Dạ I'm right. you? Are you still Dạ yes sick? Okay, what's wrong with am. What do you have? Do you have a headache? Do you have a fever? You have a cough? What's wrong with you? I have headache. Oh, a headache. Okay, and a fever. And a fever. A fever. Yes or no? Just a headache, right? Okay, that's good. Right. So yesterday I gave you some questions for homework. Did you finish your homework? Yeah. Ủa, hôm nay mình học writing đúng không Đúng rồi, hôm qua thầy có gửi cho em hai bài đúng không? Dạ. Rồi em viết chưa? Dạ em viết được nửa đoạn của bài 1. Nửa đoạn bài 1 hả? Dạ. Mà em viết đâu? Viết trên Word hả? Dạ đúng rồi. Nếu vậy thì em xem màn hình đi rồi cô sẽ sửa cho em luôn. Giờ cô sẽ Dạ. cho em xem màn hình. Đó, em xem màn hình đi. Dạ đợi em xem. Rồi, ok. Ok. Rồi, cái đề của mình là gì vậy? Mốt mà viết cái gì, viết cái đề vô luôn nha Nhân. Chứ không có đề á, cô nhìn vô nhiều khi cô cũng không biết là mình viết về cái gì. Rồi, bây giờ là em copy cái đề em thảy ra cho cô luôn đi. Right. Your friend have made a plan for you to see a movie together, but you cannot join now. You cannot now join him. You found another friend who can go instead of you. Write it to your friend. Rồi, ở đây nó có ba phần ha. Vậy mở đầu cái lá thư sẽ là Dear Tom rồi. Mình nói là mình
Đầu tiên là mình sẽ có ba ý. Thứ nhất đó chính là giải thích tại sao mình không thể đi với bạn. Vậy thì chỗ này mình đầu tiên mình sẽ nói là mình không thể đi với bạn đi xem cái bộ phim đó ha. Tại sao? Rồi. Bộ phim đó trước đã. I hope you will receive this letter. We had a plan to watch a movie together a few days ago. However, I think I cannot join you. Because my grandfather is sick. Ủa sao anh viết luôn tuần dạ? Because my grandfather is sick. Chấm. Rồi mới I need to take care of him chứ. Rồi tiếp. Say who can go instead of you. Right, I'm really sorry about this. I know that movie tickets can be canceled. Rồi, I'm really sorry about this. I know that movie tickets can be, không phải là cancel. Vé thì không thể nào gọi là cancel mà phải là refunded. Nên là không thể nào được, không thể nào được trả lại á ha. Không thể nào được hoàn tiền được trả lại. Can be refunded. Rồi sao nữa? Hồi sáng em kiểu như em viết ý xong rồi em cũng không, em chưa có ý để viết tiếp theo. Thì bây giờ người ta kêu là say who can go instead of you. Mình sẽ nói có là ai sẽ có thể đi thế mình đi với các bạn này. Rồi mình I know that movie tickets can be refunded. Phải. Cho nên là tôi đã tìm được người bạn khác cho bạn rồi. Xong rồi bắt đầu chấm mình mới giới thiệu người đó là ai. Rồi tại sao bạn này có thể đi với người người đó là ai thôi là được rồi. Nhưng nó là một cái đứa bạn nó cùng lớp với mình đó kiểu vậy. Rồi xong rồi bắt đầu xuống hàm nó là tại sao cái người đó lại là cái người mà có thể thay thế cho em. Hiểu không? Rồi bây giờ mình nói là cho nên tôi đã tìm cái người khác để đi với bạn rồi. Cái người đó là ABC gì đó, lớp nào đó. Dạ em thầy thấy em có nghĩa là một người bạn mà học chung lớp với tụi mình vào năm cấp 1. Ừ cũng được. Ừ bạn đó tên gì á? Người bạn đó là học chung lớp mình năm cấp 1 rồi dừng ở đó. Xong mà cuối xuống hàng qua cái đoạn mới là tại sao các bạn đó lại là cái người mà có thể tuyệt vời ha để mà cho các bạn này đi coi phim chung. Đó. Rồi bây giờ mình viết cái đoạn này tiếp đi. Cho nên tôi đã tìm được cái người khác để thay thế tôi rồi. Người này là ai giới thiệu tới chỗ đó là mình ngưng đoạn này. Cho nên tôi đã chọn hết cô. Tôi đã tìm. Đã tìm. So I found. Hoặc là I have found một cái người bạn khác để mà có thể thay thế tôi. Rồi là để đi với bạn thôi là được rồi. Dạ vậy được chứ cô. Rồi, để con coi coi. So I have found another friend to go with you là được rồi. To go with you. Rồi chấm, tiếp theo mình nói người đó là ai đi. Mình giới thiệu cái đi, xong mình xuống hàng mới nói là lý do tại sao người đó là cái người ổn để mà đi với lại bạn này. Rồi. Dạ, vậy được chưa cậu? Rồi tên là gì luôn? Bạn này nói gì nhiều khi bạn này không nhớ đâu. Dạ. Dạ. Rồi ok, chấm.
Rồi mình xuống hè mình nói tại sao bạn Linh này là một cái người phù hợp để đi. Ví dụ như là bạn Linh đã từng học chung với mình kiểu vậy đó ha. Rồi bạn Linh rất là dễ thương, thân thiện, bạn Linh có thích bộ phim này kiểu vậy. Rồi bây giờ mình giới thiệu mình lý do tại sao ha. Để em suy nghĩ một chút. Ừ, em suy nghĩ đi. Coi lại thì nha, coi lại ngữ pháp chỗ câu more over nha, nó hơi tùm lum rồi đó. Tạm biệt, to be thì to be thôi, không có nguyên, không có động từ thù nữa nha. She lies, lies phải thêm s, mà đằng trước có is nữa là sai rồi, thấy không? Bỏ cái mình còn bỏ là bỏ chữ is, chữ love cũng được mà miễn có thêm s là được. Ừ rồi, tôi nghĩ gì, tôi nghĩ cô ấy sẽ một cái người mà rất là tuyệt vời để đi với bạn. Rồi, thiếu ờ. She's a very wonderful person to join you. Ha, để đi với bạn, to join you. Rồi, chấm. Rồi. She realized that this movie, but she can't purchase the ticket. Tại sao? Tại sao không mua được cái vé? Bởi vì cô ấy quá trễ, kiểu vậy đến trễ sao đó. Because she, ví dụ because it was late. À, because là phải đi nguyên câu, không có đi đầu câu nha. Nó phải nằm giữa câu, nó không bao giờ là bắt đầu của một câu hết. Because it was, hoặc là because it's late, it is em. It is, không phải it is late. Rồi. Rồi đó, bắt đầu xuống hàng tiếp. Mình hy vọng là bạn không có buồn, không giận mình gì đó ha.
rồi nói này nó là kêu viết lại cho mình sớm kiểu vậy, trả lời cho mình. Ủa không, mà tôi hy vọng rằng bạn sẽ không buồn mình hết con. Mình xài sad you hay hay sao con? Okay, I hope that you will hoặc là I hope that you will not be upset with about this, kiểu vậy, không có bực mình đó ha. Be upset about this. And và gì nữa, và bạn sẽ thích đi, bạn sẽ đi với lại bạn Linh kiểu vậy. And you will go with Linh kiểu vậy ha. Rồi chạy tiếp tiếp nữa, nó là viết lại cho tôi sớm. Mình ghi là I'm looking forward đi. I'm looking forward to hearing. Còn không thì mình viết một câu đơn giản thôi là write me back soon là xong. Ha. Write me back soon đi. Rồi. She's adorable and outgoing. Moreover, she really likes this movie. But she can't purchase the ticket because it's late. Then she's a wonderful person to join you. Upset with me đi nha. Không bực mình với tôi ha. Tự nhiên không có giận tôi á. You will not be upset with me. À, sao tụi em xóa hết chi vậy? Chỉ còn chèn vô thôi mà. Để xóa làm gì? With me. About this. Oh, cứ việc để đó. Rồi, write me back soon. Ok, very good. Rồi, còn một cái đề nữa thì về nhà nhân tự làm nha. Ừ. Rồi, bây giờ mình sẽ học tiếp cái bài của mình hôm nay. Alright. Now let's get back to our lesson today with lesson number four. So lesson number four. So today we continue with unit four, writing a formal letter of task one, writing general. Okay, sometimes you will need to write a formal letter. It could be to a business colleague or to someone you don't know. So here is a typical example of a formal task one question. Rồi, đối với cái bài mà viết cái lá thư mà trang trọng thì mình sẽ thường viết cái lá thư này cho những cái người mà đối tác làm ăn của mình ha. Một cái người nào đó mình không biết, mình chưa biết. Rồi, bây giờ có một cái đề. Bây giờ Nhân đọc thử cho cô cái đề này nhé. Now please read the question here for me. You were watching television and saw a program being shown early in the morning that contained a lot of violence. You believe the program is unsuitable for that time to Unsuitable. unsuitable for that time of day. Write a letter to manager of the television station. In your letter, in your reason for writing, explain what you think the problem is with the program. Say what you would like the station manager to do. Rồi, đó là một cái đề ha, mà điển hình của cái task one mà formal letter. Ở đây trong cái bài này sẽ viết cho một cái người mình không quen biết, được chưa? Ừ. Rồi, bây giờ mình sẽ coi trực tiếp cái cấu trúc của cái đề của cái bức thư này nhé. Thì cấu trúc của bức thư này nó sẽ bắt đầu với lại Dear sir or madam. Tại vì mình không biết cái người mình viết cho họ là người nam hay nữ ha. Còn nói chung là trong mọi trường hợp mình sẽ viết như vậy đi sẽ chắc chắn hơn, tại vì cũng không biết là người xử lý tiếp nhận lá thư mình là ai. Rồi,
cái đoạn thứ nhất sẽ là mình nói về cái lý do mà mình viết cái bức thư đó, được chưa? Mình sẽ bắt đầu với lại I'm writing to you too, được chưa? Để làm gì đó, tôi đang viết thư cho bạn để làm gì ha. Rồi cái thứ hai là mình sẽ giải thích coi là cái vấn đề là gì đã xảy ra với lại cái chương trình đó theo cái đề này nha. Và tiếp theo là mình sẽ nói về cái ao ước, cái mong muốn của mình đối với lại cái giám đốc đài truyền hình, cái quản lý của đài truyền hình, được chưa? Làm để mà cải thiện trường hợp này. Ừ. Rồi sau đó thì mình sẽ sign off, closing remark, mình sẽ viết cái câu kết lời và mình sẽ ký tên một cách formal ha, một cách trang trọng. Này mình học rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ coi coi là cái bức thư này là người ta viết như thế nào nha. Rồi bây giờ Nhân ơi, now read the letter for me. Yeah, dear madam, I am writing to complain about a program that I happened to see on your network a few days ago. I am not sure of the name, but it was being shown at 7 a.m. on Saturday morning, and I believe it was extremely unsuitable for this. Unsuitable. Unsuitable for this time. They were afraid due to violence in the program, which seemed to revolve around a war of some kind. The characters, many of whom looked Quite quite young, fought using weapons. weapons such as swords Swords. and No, sharp. cái đó là swords. W Sharp, and cầm. Knives. knife. Moreover, the violence were quite Quite realistic. realistic, and there were great deal of Là lot. I were horrified. horrified that such material would be shown at a time when young children usually watch. I would like to see this program removed from the Oh no, from the schedule. schedule altogether or moved to a later time slot. I am sure you must have received other complaints certain From concerned. concerned parents, and I hope that you will take action soon about this disturbing Issue. issue. I look forward to your response. Your faithfully, Wendy Watch. Watcher. Đúng rồi. Rồi đây em thấy là đầu tiên là ta sẽ mở đầu bài với lại Dear Sir Omadan. Ha. Sau đó ta nói cái lý do thì nãy cô nói đó. Mình nói là mình am writing to hoặc là am writing to you too để làm cái gì đó ha. Tôi viết gửi thư đến bạn để làm cái gì. Rồi. Tiếp theo chỗ này thì mình chưa có nói lý do đâu nha. Mình chưa có nói kiểu cho mình chưa giải có giải thích cặn kẽ thôi nha, cho nên mình đừng lấy hết chỗ này, mình chỉ nói là mình viết để làm bức thư này để làm gì thôi. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ giải thích ra ha. Mình thấy là radial. Radial có nghĩa là a big amount, có nghĩa là một cái lượng lớn ha, nhưng mà chỗ này dùng cho những danh từ mà không đếm được. Ok. Không đếm được nhá. A radial of violence, a radial of blood, được chưa? Rất là nhiều máu, rất là nhiều bạo lực nha. Rồi, và dùng những cái từ từ nối, ví dụ như là moreover, hơn gì hơn thế nữa ha. Rồi, would be shot. Rồi, tiếp theo nữa mình sẽ có cái tiếp theo là cái hướng giải quyết á, cái yêu cầu mong muốn của mình đối với lại cái nhà sản xuất truyền hình này. Rồi, cái đài truyền hình này. Đó. Rồi, mình có cái câu cuối cùng là I hope that you will take action soon. Mình có cái cụm take action, có nghĩa là hành động. Hay hành động sớm, giải quyết sớm. Rồi tiếp theo là I look forward to your response. Yours faithfully, Wendy Watcher. Rồi, đó là cách người ta viết một cái bức thư formal. Ha. Rồi, đây nó có rất là nhiều cái điểm mà formal tao giải thích nè. Đó. Nó mở đầu bằng Dear Sir Omadhan. Rồi, đầu xong là em sẽ tiếp tục là em sẽ nói lên cái lý do của mình liền đúng không ha? Rồi,
I'm writing to complain gì đó, I'm writing to gì đó để làm gì ha. Rồi tiếp theo là mình có cái bị động, nó được sử dụng trong cái bài này, cho nên là mình sử dụng bị động nhiều một chút, tại bữa cô nói là bị động đó là cái cấu trúc rất là trang trọng ha. Rồi cho nên là ta sử dụng câu bị động trong này rất là nhiều. Rồi những cái từ mà nối với nhau, ví dụ như là more over kiểu vậy, mà nó là những cái từ trang trọng. Rồi tiếp theo nữa là người ta sẽ sử dụng á nhiều cái danh từ hơn là động từ, thay vì ta sử dụng là người ta sử dụng là a great deal of violence, rồi ta sử dụng là complaints ha. Rồi fixed phrases are used, và có những cái cụm mà mình sẽ sử dụng nhiều ở trong cái bức thư formal, đó chính là I hope that you will take action soon, hoặc là I look forward to your response nha. Rồi và tiếp theo nữa là mình có cái ký tên của người ta đó, đó chính là kết thúc cái bức thư, đó chính là yours faithfully. Đây là những cái đặc điểm của chung của cái bài viết thư mà formal nhé. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần practice activity 4.1 using the passive voice. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng cho cô cái thì sorry cái câu bị động. Câu bị động nhớ giùm cho cô hai cái thôi, đó chính là be and past participle. Past participle là V3ED á, cái này nó không thay đổi ha. Lúc nào nó cũng như vậy. Mình học thuộc và mình sử dụng thôi. Rồi còn be là cái thay đổi theo thì nha. Nếu mà hiện tại sẽ là am, is, are, quá khứ là was, were, thì hiện tại hoàn thành là have been hoặc là has been. Đó. Rồi cho nên khi mà nó bị động nhớ cô thôi be, V3ED là được. Be thay đổi theo thì. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng giúp cô, viết lại giúp cô những cái câu dưới này nè, mà viết dạng bị động cho cô nha. Mình có 8 câu. Rồi, bây giờ là Nhân sẽ làm giúp cô bài này, sau đó cô sẽ sửa nha.
Dạ xong rồi. Ok. Alright, so now number one. Can you read number one for me? Dạ, the steps today must be taken by students. Rồi, chỗ này ha thì nó sẽ là cái chủ từ mới của mình, nó sẽ là the test chứ không có the test today nha. The test today là chỉ cái danh từ, chỉ cái thời gian mà the test must be taken, có by nha. By By student. students. Ừ, today đó. Vậy mới đúng nha. Chứ không phải là the test today làm chủ từ đâu, no. Rồi, number two. It Essays. says Rồi. Have been written, written. have been written. No, nó chỗ này phải là essays have been written about differences. Đằng sau cũng được. Okay, essays have been written. Rồi sao nữa? By many Không people có about bài. Nếu mà people là không có bài nha. Vậy là about. about the differences between formal and casual English. Okay, about differences between formal and casual English. Rồi gì đó. Rồi tiếp. Three. At any given moment, emails are being millions Okay, around the world. Rồi. Emails. Cái gì đó ha? Ask any gì đó ha? Ask gì đó. Rồi, emails are being sent. Are being sent hả em? Đúng rồi. Thì nói gì? Are being sent by millions of people around the world. Rồi. Tip number four. Your skills will be improved if you continue Continue. to work hard. Continue to Your skill will be improved if you continue to work hard. Rồi. Okay, five. hard. Any complaints to the customer Service. service department should be sent. Rồi, ok. Six. Six là your letter have been received by không có by cũng được đúng không con? Đúng rồi. Câu số 5 á, Nhân ơi, câu số 5 nó sẽ là any complaints should be sent to the customer nha em. Tại vì send thì nếu send to. Ha. Rồi, ok. Câu số 4, câu số 6. Receive your letter are dealing with the problem. Rồi đọc lại câu số 6 ấy. Your letter have been received. And the problem. What's the No, your letter has problem? been received and the problem is Is due being due. being dealt with. Được chưa? Rồi, con được viết lại nha. Your letter has been received. And the problem is being dealt with. Đó. Rồi, seven. Nhân ngoài seven. On applications will be personal reviewed by manager. Okay. On the application, applications will be personally reviewed. Personally reviewed by the manager. Rồi, ok. Eight.
It would be appreciated if you could forward me the information via email. No. Cái chỗ mà em cần đổi đó chính là từ cái khúc mà if you could forward me the information via email. Thì chỗ này là I would appreciate it if the information could be forward gì đó ha, đọc lại. I would be appreciate Không, it I would appreciate thôi, không có be nha. Cái mà cần đổi bị động nó bắt đầu cái chỗ từ if đổ xuống á. if you không phải No, if no, no. the information could be forward via email. Oh, could be forwarded to me via email. Ha, nó có thể được chuyển tiếp tới tôi nha. Kia thì nãy là forward me nhưng mà chỗ này could be forwarded to me via email. Right, okay, very good. Thank you. Now let's continue with the next part of the lesson. Activity number 2, 4.2. Transforming verbs into nouns. Như hồi nãy mình có nói đó chính là trong cái phần mà bài formal, người ta sẽ xu hướng sử dụng danh từ nhiều hơn là động từ. Cho nên mình sẽ có những cái động từ ở đây. Bây giờ nhiệm vụ của Nhân là sẽ tra từ điển tìm cho cô cái danh từ của những cái từ dưới này nhé. Rồi, bây giờ em tìm cô đi.
Dạ xong rồi. Ok. Alright. The first one. Inform. What is the noun of inform? Dạ là information. Yeah, information. Okay. Oh, the next one, complain. Dạ là complaint. Okay. Complaint. Three, attach. Dạ là attachment. Yeah, attachment. Okay. The next one, Dạ four, là apply. application. 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 Rồi, application. Five. Dạ là enjoyment. Enjoyment, okay. Four, six. Dạ là response. Response. Rồi, request. Dạ là request là vừa là tập từ vừa là danh từ đúng không? Rồi, request. Rồi, six, three, eight. Injure. Dạ. Dạ là injury. Injury. Yeah. And nine, damage. Dạ là damage. Cũng là damage luôn đúng không? Dạ. Ok, damage. Yeah, 10. Dạ là advertisement. 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 Rồi. 11. Dạ là existence. In this sense, right? Đúng không? Hay không biết vậy đúng không? Yeah. Rồi. Hình Twelve. piston là như là chữ E, chứ phải chữ E thì gì? Rồi, đánh vần cho cô đi. I Dạ, INSTENCED. Existence. Rồi, ok. Twelve. Dạ là cũng đọc bài luôn. Ok. Rồi. Thirteen, solve. Dạ là solution. Solution, yes. Wait for me. Đúng rồi, existence, chữ E. Rồi, solution. Rồi, 14. Dạ là apology. Apology. Yeah. 15. Dạ là intention. Intention. Okay, intention. Alright. Yeah, very good, thank you. Đó, cho nên là khi mà mình viết ha, mình viết trong cái bài bức thư của mình, thay vì mình cứ sử dụng cái động từ, chủ từ động từ hoài, thì mình sẽ sử dụng cho cô đó là thêm cái phần mà danh từ nữa. Ví dụ như hồi nãy người ta nói trong cái bài là để cô xóa cái này nha. Rồi, trong cuốn thư hồi đổ trên mình có cái ví dụ hồi nãy đó. Mình có đó chính là đây. I'm sure you must have received other complaints from concerned parents. Thay vì mình nói như vậy, thường mình sẽ sử dụng, mình sẽ nói là I'm sure there must be a lot of people complaints ha about gì đó ha about this kiểu vậy, được chưa? Tôi nghĩ là có rất là nhiều người đã phàn nàn về điều này, nhưng mà bây giờ nó là tôi nghĩ là bạn đã nhận được rất là nhiều cái lời khiếu nại, lời phàn nàn, được chưa? Nó sử dụng như vậy ha, cho nên là mình sẽ cố gắng sử dụng như vậy ha, để cho nó hay hơn, cấu trúc của nó hay hơn, thay vì cứ chủ từ, động từ và tốt từ thôi. Rồi, mình đã xong cái bài này. Bây giờ mình sẽ đến cái activity 4.3, writing formally. Here is another example of a formal task one question. Rồi, đây là một cái đề ha cho em, và em đọc giúp cô cái đề nhé. Now read the question for me. Yeah, you recently had a car accident. You were not insured. But your car were damaged. Damaged. Write a letter to your insurance Insurance company. company. In your letter, introduce yourself and describe the accident. Detail the damage to your car. Explain why you need your car repair quickly. Rồi, ok, chỗ này cái tình huống là mình vừa mới có một bị một cái vụ tai nạn xe hơi, mình không có bị gì hết nhưng mà cái xe của mình nó đã bị hư.
Rồi bây giờ mình viết lá thư đi đến cho cái công ty bảo hiểm ha. Rồi, để mà mình sẽ sửa, nhờ ta sửa xe cho mình miễn phí á, kiểu vậy đó. Rồi, bây giờ mình sẽ có cái phần bài người ta đã viết như ở dưới này rồi. Nhưng mà ngược lại với cái bài mà mình đã thực hành trong Unit 3, đó là cái bài này nó quá là casual, được chưa? Cho mình sẽ sửa lại ha, làm sao cho nó trang trọng hơn một tí xíu. Rồi bây giờ Nhân sẽ sửa lại cho cô những cái bài nha. Đầu tiên là mình phải để ý đến là cái mở bài nè, rồi cái kết bài đó, ký tên đó, rồi từng đoạn đã có đủ cái ý chưa, và nó viết cái cách viết đó, có trang trọng chưa. Rồi bây giờ mình sẽ sửa bài giúp cô nha, tìm ra những cái lỗi nào đó mà nó chưa có trang trọng, mình sửa lại cho nó trang trọng.
Dạ xong rồi. Ok. Alright. Rồi bây giờ cái lỗi đầu tiên nằm chỗ nào? Dạ là cái mở đầu là Dear Sir or Madam. Đúng rồi, đi sơ hoặc là madam mới đúng. Rồi, ok. Number one. Chỗ này. Rồi, the next one. Tiếp cái lỗi nữa. Dạ em nghĩ là bớt trước không? Chỗ này phải giới thiệu là My name is Bob. My name is, và phải có cả họ và tên luôn nha, chứ không thể nào Bob nói ở Bob nào đâu, đâu biết Bob nào đúng không? Mình viết cho một cái công ty bảo hiểm mà phải có giấy tờ đàng hoàng, rồi vậy phải có họ và tên. Tiếp. Dạ, cái lỗi nữa là em nghĩ là ngay chỗ I've never made the claim before. Tại sao? Dạ. Dạ tại em nghĩ là nó cái nó không có trang trọng lắm. Nếu mình muốn trang trọng thì phải làm gì? Dạ. Em chưa nghĩ ra cái chỗ thế cho câu này. Vậy thì mình đâu có nói nó sai được. Nếu mà mình nói nó sai mà mình không có đưa đáp án đúng thì mình đâu có nói nó sai được. Chỗ này nó ok, nó không có gì hết nha. Nó vẫn ổn. I've never, hoặc là muốn trang trọng thì mình viết bình thường thôi, mình đừng có ghi là viết tắt. Ha. I have never made a claim before. Cái là tôi chưa có bao giờ khiếu nại gì hết á. Ha, trước đây á. But I got into an accident yesterday gì đó. Rồi tới chỗ nào nữa? Dạ là how quickly can you sort my claim out? Can you sort my claim out? Chưa, chưa hết mà. Ôi, nguyên một bài có nhiêu đó lỗi hay hả? Mình phải đi từng phần chứ. Bench up là gì? Dạ. Bench up là gì? Bench up là kiểu như bị thiệt hại rất là nhiều, nhưng mà phải sử dụng cái từ gì hết. Bench up mà cô nhìn vô còn không biết là gì nữa. Tiếng lóng quá em hiểu không? Ngôn ngữ mà casual á, ví dụ Dạ. got really damaged là được rồi, chứ mắc gì bench up làm gì đúng không? Dạ. Rồi, tiếp theo there's a huge dent in the front section. Đây, chỗ này nữa, chữ này là gì em biết không? There's a huge dent in the front section cause I hit a tree and one line is totally broken. Cause chỗ này là viết tắt của chữ because. Mà viết tắt cái kiểu này là viết rất là gọi là casual luôn rồi đó. Nha. Chỗ này phải là because mới đúng. I got my mechanic to take a look and she reckons it be 2000 bucks to fix. Đây chữ reckons được dùng trong văn viết chứ văn nói chứ không phải văn viết. Reckon có nghĩa là think. Được chưa? Dùng trong văn nói không dùng trong văn viết. Và bucks là gì em biết không? Bucks là gì em biết không? Dạ, tiền đô la gì đó. Ừ đúng rồi, để xong sửa chỗ này. Bucks là cái ngôn ngữ, là cái ngôn ngữ casual mà, ngôn ngữ nói mà. Rồi tiếp, what do you think? How quickly can you sort my claim out? Ừ, mấy cái câu này nó không có được trang trọng ha. Mình sẽ sửa lại bằng những câu gì? Can you solve this problem quickly? Hoặc là can you help me solve this problem quickly, hoặc là as soon as possible, hoặc là mình cũng phải nói là I wonder how long it will take to sort my claim out. Kiểu vậy ha. Đó cũng được. Rồi, I really need my car as soon as possible since I'm supposed to drive a lot in my job. If you wanna get a hold of me, đây, chữ wanna nữa, chỗ này là want to đó em biết không? Dạ biết. Vậy xong cả. Rồi get Dạ. a hold of me, kiểu như Dạ là contact me, em có ha. gặp. Có mà không nói ha. Chưa kịp nói đúng không? Rồi, get a Dạ. hold of me, nó sẽ là contact. Rồi. You can just write me back at this address or give me a ring có nghĩa là gì hả Nhân? Dạ là gọi điện hả cô? Yeah, or call me on số gì đó ha. Get back to me soon and let me know that you are dealing with it. Câu này cũng không được.
là I look forward to your response ha, kiểu gì vậy đó. Rồi tiếp cuối cùng là cheers. Yeah, faithfully. Ừ, ký tên phải có họ và tên không, chứ không thể là như vậy được ha. Ở đây những cái lỗi mà trong cái bài nó có đó. Rồi bây giờ cô sẽ cho em một cái đề để mà mình thực hành nha. Ok, wait for me a second. Rồi để cô tí xíu. Rồi vì cô sẽ xem màn hình cho, và cô sẽ top cái bài đó lên. Đây, đầu tiên em ghi cái đề trước nha. Rồi. Dạ xong rồi. Ok, rồi bây giờ mình viết bài này giúp cô đi.
Nhân ơi, mình hết giờ rồi cho nên là Nhân sẽ về nhà làm tiếp cho cô cái bài này ha. Cô sẽ gửi cho Nhân thêm một bài nữa. Thôi để cô cho em cái đề luôn nè. Thôi để cô gửi cho thầy đi cho nó tiện. Rồi cô sẽ cho em thêm hai đề nữa ha. Cái bài này mình đang viết tới đâu rồi? Dạ em viết xong cái đưa ra cái đưa ra cái chi tiết về cái việc ghé thăm cái ghé cái nhà hàng này. Rồi ok. Vậy về nhà cô sẽ cho thêm hai đề nữa nha. Mình sẽ hoàn thành tổng cộng là ba cái bức thư cho cô luôn ha. Ừ. Rồi Nhân ơi, do you have any question about the lesson today? Em muốn hỏi về reading được không cần? Em hỏi. Em muốn hỏi là cái mấy cái bài mà matching heading đó cô, là mình có cách nào làm cho nó hiệu quả không vậy cô? Là cả em cảm thấy khó hả? Kiểu như là matching cái heading của đoạn này với đoạn kia hả? Ừ, thì đúng không? Thì nói chung là mình cũng không có cách nào mà đơn giản hơn bằng cái việc là mình phải đọc cái đoạn đó thôi, đọc cái câu chủ đề của đoạn đó. Xong rồi mình vẫn chưa có được cái heading mà nó cụ thể thì mình sẽ đọc tiếp, mình sẽ lướt tiếp ha skim, mình sẽ lướt tiếp những cái phần tiếp theo trong cái đoạn đó. Và mình gạch dưới một số từ khóa nữa nếu cần thiết. Và mình đọc xong rồi mình coi có nó nói về cái vấn đề gì ha, có giống với lại cái câu chủ đề hay không, kiểu gì đó thì mình chọn thôi, chứ mình sẽ không có cách nào để mà làm hiệu quả hơn nữa, được chưa? Một cách nữa chính là học thêm từ vựng. Ví dụ trong cái bài đó mình luyện tập ở nhà, mình đọc cái bài đi, có một số từ mà nó rất quan trọng, kiểu như mình bỏ qua mình sẽ không hiểu được cái đoạn đó, thì mình phải search từ điển nha. Ở nhà em làm thì em có thể search từ điển được ha, cho nên là sau mỗi lần search từ điển như vậy mình sẽ học được một từ mới, được chưa? Thì mỗi ngày thì 4 từ của em sẽ tăng lên thôi, chứ nếu mà mình không search, mình làm hoài mình cũng không biết được. Mà những cái dịp đó thì lại là những cái dịp tốt để cho mình học từ vựng, được chưa? Ừ, thì chỉ có như vậy thôi, chứ mình sẽ không còn cách nào dễ hơn hoặc là hiệu quả hơn nữa ha. Ừ, rồi còn câu hỏi nữa không? Rồi nếu mình không còn câu hỏi nữa thì mình sẽ nghỉ ha, và mình sẽ gặp lại nhau vào ngày thứ hai tuần sau, ok, với cái phần reading. Ừ. Rồi, thank you Nhân. I will see you again next week. Goodbye. Goodbye, teacher. Have a nice evening.